đây là chiến dịch của chúng mình sau đêm hôm qua bắt. Đêm hôm qua chúng mình mệt nên không thể sao được, nhưng bây giờ mới sao để cảm ơn anh em đã ủng hộ bọn trẻ vlog thời gian qua. Bây giờ mình sẽ phân việc Khánh Quỳnh đi rửa rửa còng, bạn đi vứt xả, Tao và Thanh đi hái ớt. Anh và nó đi anh em ạ. Ớt xanh ớt đỏ đây, thật gọi là ớt xanh ớt đỏ. Ớt xanh ớt đỏ nha anh em, này ớt xanh ớt đỏ. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi về và qua các chị. Để
làm chóc xong chưa để các con rửa cây nữa? Bên này cũng làm xong rồi thôi. Chỉ để cho tao rửa cây. Thôi, tao làm xong rồi, để tao đi rửa cây với dân đi với khổ tao. Ok. Tao rửa xong rồi để tao đi lấy thớt. Rửa đây rồi. Years later. Dân ơi, cắt giúp tao ở. Anh em làm xong chưa? Em làm xong xong rồi. Cái gì không? Không, còn tao làm sắp xong rồi. Ê bò, con vào đi. Anh ơi. Đi chấm vải. Thơm quá. Để ra sao một tí. Đây. Vào đi. Một trăm. Hai. Cô đang làm một chút. Cho tao xem được tí. Đây. Như thế quả nhanh nhỉ. Quả thơm luôn đúng không? Rất là thơm. Có vẻ hơn quá. Đưa để tao bỏ ra gì. Con đảm đảm quá. Bỏ ra luôn rồi. Để tao bỏ nước mắm vào. Rồi, thành người đi lấy.
rồi đi đi. Ok. Dê sẽ được ăn rồi. Con xinh quá. Siêu cây siêu ngon đi. À ha, nhiều quá. Number one.